Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 50mm Việt Nam. Và ngày hôm nay trong chương mục Gear Review, hãy cùng Phá đi khám một trong những chiếc gimbal mới nhất trong năm 2021 mang tên là WeBuild 2. Không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ hãy bắt đầu intro nhé. Vì đây là chiếc gimbal được ra đời vào năm 2021 và là phiên bản thay thế của chiếc WeBuild S ra đời từ cách đây khá là lâu rồi. Vậy nên về tổng quan thiết kế bên ngoài thì hai chiếc gimbal này cũng tương tự nhau. Nó vẫn mang một cái hình dáng rất là nhỏ gọn và rất là đặc biệt. Cảm quan cá nhân của mình thấy rằng là chiếc WeBuild 2 bản nâng cấp này thì có phần cầm nặng tay và đầm hơn. Tuy nhiên thì về hình dáng tổng quan bên ngoài thì mình vẫn thấy nó nhỏ gọn và trông khá là thông minh. Về các cái nút bấm thì cũng đã có sự cải thiện từ WeBuild S đến WeBuild 2. Khi mà bản WeBuild S thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy là các cái nút bấm sẽ nằm ở phía dọc này. Còn ở bản nâng cấp thì chúng ta đã được di rời tất cả những cái nút chức năng như là những cái phím bấm này, nút rec hay là những cái công cụ khác sang phía nằm ngang. Đây là cái điểm mà dễ dàng nhận biết được so với bản trước. Đố các bạn biết đâu là điểm đặc biệt nhất trên chiếc gimbal này? Đó chính là một chiếc màn hình xoay lật. Nếu như ở trên chiếc WeBuild S ấy, thì chúng ta sẽ chỉ có một cái màn hình mà nó bé tí mà chỉ bé bằng bằng cái đốt ngón tay thôi. Thì trên chiếc WeBuild 2 này thì chúng ta sẽ được trang bị một chiếc màn hình xoay lật với kích thước là khoảng 2,28 inch và có khả năng cảm ứng. Mình thấy rằng đây là một sự cải tiến mới không chỉ đơn giản với dòng WeBuild mà còn là trong thế giới gimbal, bởi vì hiện tại chưa có một hãng nào dám làm một cái màn hình vừa to mà lại còn vừa có khả năng cảm ứng cũng như là xoay lật như thế này. Bây giờ chúng ta hãy cùng setup thử để xem chiếc gimbal này hoạt động như thế nào nhé. Ở đây thì nhà sản xuất đã cung cấp cho chúng ta một cái plate khá là dài, đủ để cho chúng ta có thể cân được hay là lắp được những cái thiết bị dài và nặng. Tuy nhiên thì có một cái điểm trừ ở đây, đó chính là việc Zhihun không làm thêm một cái plate nhỏ để chúng ta có thể làm cái thao tác nhanh để tháo lắp máy nhanh hơn. Vì đây là một chiếc gimbal khá là nhỏ gọn, vì vậy thiết kế trên những cái thanh hay là những cái trục cũng vì thế mà được tinh gọn theo. Rất là phù hợp dành cho những bạn nào sử dụng những cái vách đồ nhỏ như là chiếc XT4 mình đang có ở đây. Tuy nhiên thì về cái vách đồ của 50mm Việt Nam sử dụng chiếc Lumix S1H thì lúc cân chiếc gimbal này sẽ gặp đôi chút khó khăn. Các nút khóa trục thì được thay thế bằng hình nón so với phiên bản cũ là sử dụng khóa hình chữ nhật. Và việc ấn nút khóa này thì cá nhân mình thấy là nó ổn hơn. Ngoài ra thì các cái khóa khác đã được sử dụng theo dạng gạt, thao tác mình thấy nhanh và dễ hơn là thao tác xoay vặn. Phần tay cầm cũng là một điểm rất là đặc biệt ở trên chiếc gimbal này. Đối với bản WeBuild S thì các bạn bắt buộc sẽ phải tháo cái tripod này để gắn lên trên. Và ở bản WeBuild 2 Basic thì các bạn cũng có thể hoàn toàn làm như vậy. Tuy nhiên với bản mở rộng của WeBuild 2 thì các bạn sẽ được tặng thêm một chiếc tay cầm khá là chắc chắn như thế này. Cùng với đó là một cái ngàm chuyển khá là nhỏ để các bạn có thể lắp và thao tác nhanh. Rất là dễ dàng. Với cái chiếc tay cầm này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để quay những cái góc khó. Và với những bạn nào mà sử dụng những cái bách đồ nặng ấy, cần thêm điểm tựa thì cái tay cầm này là một sự lựa chọn rất là hợp lý.
Ủa ôi, đợt này Hà Nội trời mưa quá nên là bọn mình sẽ phải lại phải quay lại studio để review tiếp. Bây giờ chúng mình cùng tiếp tục video nhé. Mới mở chiếc màn hình này ra thì mình cũng thấy khá là tiện rồi. Với một cái màn hình có kích thước khoảng 2,8 inch và có khả năng xoay lật lên đến 120 độ thì nó hiển thị rất là trực quan cũng như là dễ nhìn hơn khá là nhiều. Và tốc độ phản hồi của màn hình theo mình đánh giá là khá là nhanh và nhạy. Tuy nhiên thì chính vì cái sự nhanh và nhạy này nên là nhiều khi mình hay gặp trường hợp là sẽ bị bấm nhầm. Menu của màn hình thể hiện rõ ràng bằng hình và chữ. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng menu này mà không cần phải qua app. Trong đây thì ngoài việc các bạn có thể check in gimbal thì các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các cái mode quay, hay là các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh các cái thông số cũng như là cái tốc độ điều khiển của gimbal, hay là thậm chí các bạn có thể kết nối màn hình với màn hình của máy ảnh thông qua bộ transmitter như thế này. Thay thế cho phiên bản trước như là chiếc WeView S mình đang có ở đây thì mình thấy rằng là cái việc sắp xếp nút của nó không được hay cho lắm, khi mà chiếc WeView S này được sắp xếp thành một hàng dọc và nó xuôi theo cái phần nắm của bạn và nhìn trông nó khá bé, cũng như là các bạn trong lúc thao tác sẽ rất dễ bị bấm nhầm. Còn ở trên chiếc WeView 2 này thì tất cả các nút đã được sắp xếp phần nằm ngang, cũng như là cái phần nút cũng thể hiện rõ và to hơn, và việc nhìn cũng trực quan hơn và thao tác cũng dễ dàng hơn. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có những cái phím chức năng như sau. Phím đầu tiên đó chính là nút joystick, thì các bạn có thể chỉnh ban tiêu tùy muốn. Bên cạnh đó thì là nút rec để dành cho những bạn nào mà có nhu cầu bấm rec mà không cần phải chạm tay vào máy ảnh, chỉ cần thông qua một cái dây cắm type C là có thể kết nối được với máy ảnh rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái cần gạt với ba cái chế độ cơ bản trên chiếc gimbal này. Viết tắt của nó đó chính là PF là pan follow, L là lock mode, F là follow mode. Cuối cùng là cái bánh xe này. Vậy thì cái bánh xe này dùng để làm gì? Nó có khoảng 2 đến 3 chức năng cơ bản chính của nó. Chức năng đầu tiên là các bạn hoàn toàn có thể chỉnh khẩu, tốc, ISO mà không cần phải sử dụng đến máy, không cần phải chạm tay đến máy ảnh. Cái chức năng thứ hai đó chính là các bạn có thể hoàn toàn chỉnh cái trục roll. Và cái cuối cùng là cái đặc biệt nhất, khi mà các bạn cắm bộ focus lên đây thì các bạn có thể dùng cái bánh xe này để chỉnh focus. Ở phía trên chúng ta sẽ có một cái nút nguồn và một cái đèn led hiển thị. Các bạn giữ để mở lên cũng như là giữ để tắt đi. Và khi mà giữ nó thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái đèn led nháy trông khá là đẹp. Ngoài ra với cái đèn led này thì các bạn có thể theo dõi lượng pin một cách dễ dàng hơn. Ở phía trước của chúng ta thì sẽ có một cái nút trigger. Đối với những anh em nào mà chuyên sử dụng gimbal ấy, thì cũng đã khá quen với cái nút này rồi. Đối với mỗi một hãng thì chúng ta sẽ có một cái cách setting cũng như là cách điều chỉnh khác nhau. Và với WeView 2 thì khi mà các bạn giữ và các bạn lắc thì đây sẽ là chế độ POV mode. Còn khi mà chúng ta nháy 2 lần thì máy sẽ trở về trạng thái ban đầu. Và khi chúng ta nháy 3 lần thì máy sẽ ở chế độ selfie. Với cải tiến trong thiết kế này thì các bạn hoàn toàn có thể thao tác dễ dàng nó bằng một tay. Tuy nhiên thì với bạn nào mà sử dụng gimbal chủ yếu bằng tay trái thì cái việc thao tác sẽ khó khăn hơn. Ngoài ba cái mốt chức năng mà các bạn có thể tùy chỉnh nhanh ở trên cái cần gạt thì ở trong này các bạn sẽ có thêm một số những cái chức năng nâng cao như là POV mode thì các bạn sẽ được điều khiển tự do, Portrait mode là chế độ xoay dọc, thêm nữa là Go mode sẽ dành cho thể thao, và cuối cùng là Vortex mode sẽ dành cho những cái cú 360. Trong bộ tối thượng và bộ siêu tối thượng của chiếc gimbal này thì các bạn sẽ có thêm một bộ transmitter cũng như là một chiếc màn hình mang tên là Master Eye. Nhờ cái bộ transmitter này thì các bạn hoàn toàn có thể truyền hình ảnh từ chiếc máy ảnh của các bạn về với chiếc màn hình 2,88 inch này một cách dễ dàng, để các bạn hoàn toàn có thể quay được những cái góc khó như là cái góc những cái góc trên cao hoặc là góc dưới thấp. Ngoài ra khi sử dụng chiếc màn hình này thì các bạn có thể sử dụng thêm một cái chức năng khá là mới của chiếc WeView 2 này, đó chính là tracking 3.0. Khả năng tracking 3.0 trên chiếc gimbal này thì khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần đưa chủ thể của các bạn vào cái tâm này, sau đó các bạn ấn nút trigger thì nó sẽ nhận diện khuôn mặt của các bạn và các bạn có thể sử dụng chiếc gimbal này một mình một cách rất là dễ dàng. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc gimbal này trên điện thoại bằng cách quét chọn rất là nhanh và dễ dàng. Và đây cũng chính là chiếc màn hình mà bọn mình đã đề cập lúc nãy. Thì đây là một chiếc màn hình nhận hình ảnh thông qua cái transmitter này.
Và với cái chiếc màn hình này thì nó có độ phân giải là Full HD với kích thước màn hình là 5.5 inch cùng với đó là 400 ppi. Ngoài ra thì với chiếc màn hình này thì các bạn hoàn toàn có thể làm việc teamwork dễ dàng hơn nhờ việc là các bạn có thể hoàn toàn điều khiển chiếc gimbal cũng như là điều khiển chiếc máy ảnh một cách rất là dễ dàng thông qua những cái phím bấm hay là những cái nút chức năng ở đây, chẳng hạn như là những cái vòng xoay này, hay là joystick này, hay là những cái phím bấm như là F1, F2. Ở phía dưới của chiếc màn hình này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là những cái phím chức năng mà các bạn hoàn toàn có thể chỉnh máy ảnh như là chỉnh khẩu, tốc, sáng, ISO hay là thậm chí là cả white balance. Nếu trong trường hợp bạn là một đạo diễn hay là một đạo diễn hình ảnh thì các bạn hoàn toàn có thể lái hình nhờ cái màn hình này theo ý muốn của các bạn. Ngoài ra thì với những bạn nào mà làm một mình thì cái màn hình này các bạn sử dụng cũng rất là trực quan. Ở phía bên hông chúng ta sẽ có 3 cổng khá là quen thuộc, đó chính là cổng Type-C để kết nối điện, cổng 3.5 để check tai nghe và cái cổng micro SD này thì sử dụng để cho các bạn có thể là record thẳng trên cái màn hình này ở độ phân giải là Full HD. Với những cái set quay mà bạn cần phải di chuyển nhiều thì hoàn toàn các bạn có thể sử dụng cái pin NP của Sony để cắm vào chiếc màn hình này. Ngoài ra thì cái phần bám cầm của chiếc màn hình này khá là to, cầm khá là chắc chắn. Bộ focus cũng là một thứ không thể thiếu đối với gimbal, đặc biệt là những bộ gimbal có những cái option mở rộng. Đối với chiếc gimbal này thì Zhiyun cũng làm app cho nó. Thì ở trên bảng basic của nó thì các bạn chỉ có thể điều khiển nó được thôi. Còn khi mà các bạn trang bị thêm bộ transmitter này thì các bạn hoàn toàn có thể truyền hình không dây đến với điện thoại của bạn. Thì mình thấy rằng là với cái việc các bạn sử dụng app này thì nó sẽ tinh gọn được đồ đạc hơn. Tuy nhiên thì trong khoảng thời gian mà bọn mình đã sử dụng thử cái phần mềm này cũng như là truyền thử hình ảnh không dây thì mình thấy rằng là cái app này vẫn còn khá nhiều bất cập, và khi mà nó phải xử lý những cái tác vụ mà quá nặng thì nó sẽ thường có hiện tượng bị văng ra ngoài. Ô, bây giờ trời ngoài kia nắng rồi kìa. Bây giờ mình lại đi ra ngoài đường để mình review tiếp nhá. Đi thôi. Nhà sản xuất công bố thì chiếc gimbal này sẽ có tải trọng lên tới là 3.3 cân. Vậy nên việc sử dụng những chiếc máy mirrorless nhỏ gọn như là chiếc XT4 kèm theo đó là chiếc lens như là chiếc 16-55 hay là chiếc 12-24 nó cũng không phải là một vấn đề quá là lớn. Tuy nhiên như mình đã nói ở phần đầu ấy thì chiếc gimbal này nó có những cái trục, những cái thanh ngang nó khá là ngắn. Vậy nên mình khuyên các bạn nên cân nhắc việc sử dụng những cái phụ kiện lắp thêm vào để có thể cân dễ hơn. Pin cũng chính là điểm cải tiến rất nhiều của WeView 2 so với WeView S. Khi mà ở bản WeView S thì các bạn sẽ phải tháo pin ra để sạc, còn với WeView 2 thì các bạn sẽ phải cắm trực tiếp nó qua cổng Type-C. Tuy là nó hơi cồng kềnh một chút nhưng mà sau khi sạc trong vòng 1,6 tiếng thì các bạn có thể sử dụng nó trong 9 tiếng. Với chiếc WeView 2 này thì sẽ có rất nhiều những cái option cho các bạn chọn. Với bản Basic tức là chỉ có gimbal không mà thôi sẽ có mức giá vào khoảng tầm 12 triệu. Và tiếp đến là sẽ là bản combo thì các bạn sẽ có thêm cái tay cầm cùng với túi đựng sẽ có mức giá khoảng 15 triệu. Cao hơn nữa thì các bạn sẽ có bản Pro bao gồm là gimbal này, tay cầm này, túi đựng và kèm theo đó sẽ là một cái transmitter và một cái follow focus thì sẽ có mức giá khoảng độ 20 triệu. Và bản cao cấp nhất, bản tối thượng nhất là bản Pro cộng thì các bạn sẽ có toàn bộ option trên kèm theo một cái màn hình Master Eye với mức giá là khoảng 28 triệu. Với rất nhiều những cái option cũng như là mức giá để cho anh em lựa chọn thì rất là phù hợp dành cho những anh em nào đang có nhu cầu mua gimbal này để sử dụng cho cái nhu cầu như là quay cá nhân, quay team cũng như là quay những cái video sản xuất. Cảm ơn Era Digital đã hỗ trợ bọn mình trong số video lần này. Và các bạn muốn 50mm review hay là làm những cái bài đánh giá về thiết bị nào thì hãy comment xuống dưới cho bọn mình biết. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong số video tiếp theo.